250 đội đến từ 194 trường học của 31 tỉnh thành trong cả nước đã cùng tranh tài trong cuộc thi Vex Robotics cấp quốc gia để cùng chọn ra những đại diện xuất sắc nhất tham dự giải vô địch thế giới Vex Robotics tại Dallas, Mỹ. Đây là lần thứ hai học sinh Việt Nam tham dự sân chơi robot lớn nhất thế giới này. Năm nay đến với kỳ thi Vex World thì chúng ta có tổng cộng là 12 đội. Trước thềm cuộc thi, chúng tôi cũng phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ để tổ chức lên các lớp học tiếng Anh trực tuyến với giáo viên người bản xứ, phối hợp với Học viện Ngoại giao để tổ chức lên các hoạt động giao lưu văn hóa để các đội không chỉ là đi thi mà còn là những đại sứ tí hon đại diện cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Bọn con cũng đã mang áo dài đi để có thể lên diễu hành. Khi mà tham gia diễu hành thì bọn con cảm thấy rất là vui và tự hào dương cao lá cờ ở trên đấu trường quốc tế. Vex Robotics World Championship 2024 có chủ đề là tiến hóa. Các đội thi sẽ tranh tài với nhau trong các thử thách, đòi hỏi robot phải di chuyển, thao tác vật thể và ghi điểm một cách hiệu quả. Độ khó của các nhiệm vụ sẽ tăng dần theo từng vòng thi. Các đội thi cần phải thiết kế và chế tạo robot có khả năng thực hiện tất cả các nhiệm vụ để có thể tiến xa trong cuộc thi này. Năm nay, số lượng đội chơi cũng đã giảm đi một nửa, nên là bọn con có nhiều cơ hội giao lưu với các đội giỏi trên vòng quay thế giới hơn, kể cả là từ bảng tiểu học hay là trung học. Con cảm thấy là năm nay khó hơn năm trước là khối năm giải rác hết trên sân và robot cũng phải nhặt từ dưới nữa, nên là sẽ mất nhiều thời gian hơn và sẽ phải có nhiều chiến thuật hơn. Khi sang Mỹ thì bọn con phải vận chuyển theo con robot của mình. Trên đường đi nó đã xảy ra một số trục trặc và ngay khi sang Mỹ thì bọn con đã tiến hành sửa lại con robot. Và rất là may mắn vì trước ngày thi nó đã có thể trở lại bình thường. Vài trận đầu bọn con rất là áp lực nhưng mà sau đấy thì cố gắng là đã vượt qua được ạ. Tiêu chí rất là đặc biệt, hai đội cùng thi đấu không phải là đối kháng mà cùng phải phối hợp với nhau để làm sao điểm số chung là cao nhất, vì điểm số đấy được tính cho cả hai đội. Chính vì như vậy thì nó cũng khuyến khích cái sự học hỏi, tương hỗ lẫn nhau và tinh thần thể thao là chuẩn mực. Mặc dù là những tân binh lần thứ hai đến với đấu trường quốc tế, nhưng đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thông qua việc giữ vững vị trí top 10 ở tất cả các bảng đấu và đạt được số giải thưởng cao gấp đôi so với lần đầu tham dự là 6 giải thưởng. Giáo dục STEM nói chung thì đóng một vai trò quan trọng trong cái định hướng tương lai. Đào tạo nhân lực đặc biệt trong cái thế kỷ 21 cũng như cái thời đại công nghiệp 4.0. Đào tạo robotics là điển hình của giáo dục STEM và nó kết hợp có thể ứng dụng tất cả các cái mảng như là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, tư duy lập trình. Các em cũng rèn luyện được rất nhiều kỹ năng mềm, ví dụ như làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, đổi mới sáng tạo và sau này sẽ có thể định hướng thành các công dân toàn cầu.